Các thành phố Đồng Hới và Huế trời tiếp tục ấm dần với mức nhiệt là 24 cho đến 26 độ. Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết nắng cả ngày và nhiệt độ dao động từ 28 cho đến 32 độ. Nắng cũng là thời tiết chủ đạo ở thành phố Tây Nguyên và Nam Bộ, do chênh lệch về độ cao nên nhiệt độ có sự khác biệt giữa hai khu vực. Các thành phố như là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột mát mẻ đều là 29 độ. Còn với thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Cần Thơ thì nhiệt độ sẽ cao hơn và cảm thấy khá nóng với mức nhiệt là 33 cho đến 34 độ. Và đó là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Toa Nano, công nghệ bảo vệ tổ ấm. Nếu chọn một doanh nghiệp niềm yết, mang trong mình những câu chuyện kể hấp dẫn và là một hình mẫu cho trí tuệ, bản lĩnh Việt Nam có thể đưa doanh nghiệp lội ngược dòng ngoạn mục, tham gia ngành đá nhân tạo gốc thạch anh toàn cầu. Đó là công ty cổ phần VicoStone, một trong những nhà sản xuất đá thạch anh cao cấp hàng đầu trên thế giới. VicoStone là một công ty thành viên thuộc tập đoàn Silica, tiền thân là một công ty cổ phần đá ngang cao cấp Vinacomex thuộc tập đoàn Vinacomex trước đây và được thành lập từ năm 2002. Hiện nay thì sản phẩm chính của VicoStone là đá thạch anh cao cấp. Với 5 dây chuyền sản xuất đá thạch anh cao cấp theo công nghệ được chuyển giao từ hãng Breton SPA Ý, sử dụng kỹ thuật tiên tiến và công nghệ mới nhất hiện nay, VicoStone mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng triệu mét vuông mặt đá được sử dụng cho nội thất, cho các ứng dụng bề mặt như bàn bếp, bàn trà, ốp bếp, nhà tắm, decor không gian sống. Một cái sản phẩm độc đáo thì cái máy không thể làm được, mà nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố con người. Và một trong những cái điểm khác biệt lớn nhất của VicoStone so với các cái đối thủ khác, nó nằm ở cái sự sáng tạo của những người phát triển sản phẩm, đưa ra những cái mẫu mã mới. Và tôi nghĩ rằng đó mới chính là cái then chốt để tạo nên cái sự thành công cũng như là cái sự yêu quý của khách hàng. So my love for VicoStone is basically it started because of my background on HGTV. I did HGTV Design Star Season 6, and then I was also on Design Star All Stars, a show that I won, which is way more fun to win than it is to lose. I highly recommend it. VicoStone không chỉ trở thành một trong những nhà sản xuất đá nhân tạo gốc thạch anh lớn nhất trên thế giới, mà còn là thương hiệu dẫn đầu trong việc sản xuất các sản phẩm khác biệt. VicoStone thì rất may mắn là đã chọn được cho mình một con đường và thành công trên con đường đó, đó là đem những cái vẻ đẹp từ thiên nhiên vào trong sản phẩm. Nó theo một xu hướng chung và được khách hàng, các kiến trúc sư và mọi người tiêu dùng đều chấp nhận. Một cái yếu tố thứ hai cũng phải nói đến, đấy là để có thể đưa được cái sản phẩm của mình đến thì cần phải có những cái kênh phân phối với các cái hệ thống đại lý hàng trăm, hàng nghìn đại lý trên toàn thế giới. Bằng cuộc cách mạng về hệ thống phân phối, thiết lập các cơ sở bán hàng trực tiếp, hiện nay thương hiệu này đã có mặt trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ tại cả 5 châu lục, tập trung ở những thị trường khắt khe nhất như Mỹ, Canada, Australia, châu Âu, vân vân. Chúng ta biết là thị trường Việt Nam là một thị trường rất tiềm năng với khoảng độ tầm gần 100 triệu dân và cái mức sống, mức thu nhập cũng như là cái yêu cầu của người dân Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam cũng đã được nâng rất là cao. Chúng tôi thấy rằng có trách nhiệm phải cung cấp đến thị trường Việt Nam những sản phẩm chất lượng thay vì lại phải đi nhập khẩu những cái sản phẩm của các thương hiệu khác. Sau nhiều năm chinh chiến ở thị trường quốc tế, VicoStone đã chính thức chinh phục người tiêu dùng trong nước với các hoạt động mở rộng thị trường, trước hết tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang. Đây sẽ là một lựa chọn hoàn hảo cho các công trình để tạo nên những vẻ đẹp sống động, hài hòa. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với trường quay của Cà Phê Sáng với VTV3, có một câu chuyện mà chúng tôi không thể không cùng quý vị chia sẻ, đó chính là ý thức tham gia giao thông. Gần đây liên tiếp xảy ra những vụ xe container, xe trọng tải lớn gây tai nạn liên hoàn và tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường gây bức xúc dư luận. Để cùng quý vị tìm hiểu thật sâu về những nguyên nhân dẫn tới hiện trạng này, ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi được chào đón tới trường quay nhà báo Ngô Bá Lục, một vị khách mời rất được yêu thích của chương trình Cà Phê Sáng ạ. Cảm ơn Hà. Vâng ạ. Cảm ơn anh đã dậy thật sớm, mặc dù Hà Nội mưa nhưng anh vẫn tới trường quay để cùng chúng tôi chia sẻ về đề tài này. Có phải đây cũng là một trong những đề tài anh rất quan tâm những ngày gần đây không? Đúng rồi, và ngay như ngày hôm nay thì mình đi ra khỏi đường thì mình phải đi rất là chậm, vì thế mà mình phải dậy sớm hơn do thường lệ. Ví dụ như mọi lần mà xuống đây thì đi 15 phút, vâng ạ, nhưng mà hôm nay sẽ phải đi tầm khoảng 20 đến 25 phút, thì mình phải kê cái giờ đấy và mình phải đặt chuông đồng hồ là mình dậy từ 6 giờ, nhưng mọi lần thì có thể 6 rưỡi mình dậy, vâng, và phi xuống đây. Thế thành ra là cái con đường hôm nay vẫn là con đường đấy nhưng mà trời mưa, vâng, và nó rất là mù, rất là khó nhìn, thành ra mình phải đi chậm lại. Vâng ạ. Và vì
điều kiện ngoại cảnh nên chúng ta phải dậy sớm hơn chứ không phải là chúng ta phải đi nhanh hơn, đúng không ạ? Và theo dõi những sự việc tiêu biểu vừa rồi thì